Ô, chùm củi đang ở nhà ý nhà đi ha. Quá đã quá đã. Xuống xuống à. Mấy năm mà quá cả nhà ơi. Lời nói đầu tiên cho Vũ gửi lời chào trân trọng và thân thân nhất đến quý anh chị và gửi lời chân đến anh chị cô chú bác đã ủng hộ Vũ trong thời gian qua nha. Hôm nay Vũ mời anh chị theo chân cha con Vũ đi tiếp tục đi cắm cỏ ếch nữa cả nhà. Lúa này trời mưa mà nó sập luôn cả nhà, quá trời mưa luôn mưa. Đây chở ở nhà đây con. Chào cả nhà. Con gái thứ ba mình nữa cả nhà, nó đi đâu cũng đòi theo hết trơn. Mến cha đi theo theo cha không mà. Thì nhỏ mà có ở thì Vũ sẽ quay lại nhà xem nha. Rồi càng đầu tiên chắc quá. Quá cày lũng rồi, bữa nay chắc ăn muối rồi, cảm ơn. Tắt nha. Quay. Rồi, càng thứ ba. Thứ ba với con nhỏ nha. Đây, ba càng nữa. Càng thứ ba với con nhỏ nha. Cái bụng quá lủng rồi. Đó là đau bụng sớm đây không? Có ít nhỏ nữa. Và sắp sức luôn rồi nè. Vô vô đó nha. Thôi hết nó bự nè đi coi. Thế cái chân. Bỏ sang hết nó bự luôn đó nha. Dạ, nó lắc nha, không cảm nè. Đó. Quá sát hết nó bự rồi. Chùm cuối đây đây. Rồi nó đã rồi. Rồi cầm mày cho ấy rồi, quá đã quá đã. À, mình đưa má này cho con gái mình nha. Rồi nó bự. Lầu dính còn đã cả nhà ơi. Rồi trời nó bự nè lắm. Cái phần nha con. Còn bàn tay luôn cả nhà. À. Đây à. Mờ không? 2 mờ. Chỉnh chấm cho cái máy con. Bóng không ăn luôn. Thấy không? Tắt đi. Tắt hả? Tắt đi quay lại. Xá còn hết luôn quý vị ơi. Nè. Gái mình mà nó cầm hai tay luôn đó nha. Hết hồng hết bự không? Khổng lồ quá nha. Hên hên. Sướng nha. Khổng lồ luôn. Cảm ơn. Khổng lồ khổng lồ. Đầu mùa tới giờ lúc cắm tới giờ con này là bự nhất đó nha. Quá đã. Nó quậy kìa, quậy đúng sình kìa. Gan trâu nằm không? Ừ. Đã nha. Nó bự à, gặp nó không? Nhà quá sát cái hiện trường luôn nè. Đây là tại nó nhổ một câu luôn á nha. Quá sáng hết này luôn rồi, đi tiêu rồi. Này bị người ta gỡ hay sao đó, bị có người mấy người đi thăm ruộng mới đi nè cả nhà. Ô là trời. Hiện trường gì đâu mà hơn là trâu nằm nó nhà nó quậy nè. Quá ổn quá ổn. Hái về cái này, cái món này về bắp sỏi với nấu canh ăn nha cả nhà. Quá có rửa ếch rồi, biết ếch bự rồi về chắc mình hầm ăn ăn cả nhà. Hôm qua có bẻ mấy con măng đi làm, bẻ mấy con măng ngon không. Quá xa không muốn rồi. Đỡ này. Nó ngon quá nào.
mới về cho nội nha. Bà nội con thấy con muốn lắm. Út mày luôn. Ngày thất thù quá vậy. Mưa quá, mưa tối ngày sáng đêm luôn rồi. Hết nó không có ăn luôn. Cám nó mỏi nó bị ba hết chưa. Đúng quá, đúng rồi, đúng rồi. Tươi vô. Đúng quá, đúng. Cái bờ này bờ lâu năm lắm. Cái đồng ngương chứ. Đúng lắm quá vậy. Quá trời non luôn. À, ăn mới cho nội rồi, bắp sỏi thôi. Ủa, con hỏi trẻ nè nội. Hả? Mình hỏi nào? Chuyện bình thường. Rồi trẻ. Lũng ăn cơm mớm lũng? Dạ ăn. Ăn hả? Trẻ cho cái nguyên gô muốn đi luôn kìa. Nó dính cái trẻ kế nó đi luôn kìa. Quá nồng, quá nồng. Phải trời. Chúc con ôm nha. Thôi. Cho cột đây cho con ôm. Luôn quá. Cái gì đâu cột kìa. Cái dây. Em chưa non hả? Mình lên nhìn đi. Tắt chưa? Chưa. Tôi không quay lại. Hàng ngã. Rồi. Quá non. Đã. Hái hay hàm quá vậy. Chút con đổi về nha. Ông màu màu. Đâu hả? Nhìn đâu hả? Anh cha. Chung cho mái con. Hả? Chúc chung. Chúc cho con đổi về đó. Không, kiểu cha đợi con xách mấy kia. Hả? Cha đợi con xách mấy cái kia. Thương nội con đổi cho nội ăn. Ôi cha, hồi nãy con hỏi cha nào rồi nội, cái cha là ai vậy? Nội của con hay là cha vậy? Dạ chính là bà nội. Thì bà nội, nội của con là mẹ của cha. Dì lường. Ờ, nghe được rồi quý vị ạ. Lũng quá, lũng ngoài, lũng ngoài. Dạ, bị gì nè? Gì con? Cái rừng gót mái. Cái tụt ra kìa. Bà, dính nữa quá vậy. Nhảy nè, cầm nó ra. Mất trời tối rồi. Sáng được rồi. Hồi nãy mình thấy cái rau muống nữa nha. Đây một cửa sách rau muống luôn. Về ăn có gì ok. Ây da lọc biển ớt bự kìa sướng nè chết chưa xưa ấy que rồi nè mình cầm cậu á nhà mình bỏ cậu muốn vô đầy vô sách rồi mình cầm trong người tay luôn. Yo. Sảy con trà vá nữa trời ơi. Nó con mình con cũ lưỡi nhỏ hay nè, nó ăn ưa sảy không? Gõ gặn lưỡi xíu thôi nha. Yeah.
ếch đột biến hả? Ếch đột biến. Bò đi luôn lúc chắc đi. Ai trước hả? Ai ơi. Coi luôn nó. Ồ cái nó bự nó vậy. Để rồi muốn đầy cho sách rồi, câu cắm ngoài luôn. Mất chả bá luôn nha. Này dính ít và dính ít vội không. Trời ngắn đâu? Vội ngắn được tiêu rồi. Ngắn được tiêu luôn rồi cả nhà. Nãy dính ngon hành mà đi tiêu luôn. Tại vì nãy giờ không thấy nó bò. Hay thiệt chứ. Hay Vũ xin kết thúc clip đây nữa cả nhà. Đây, hôm nay được mớt bự 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 cả nhà. Ít dính mà dính ít bự thôi. Đây. À, anh vừa gọi không có vậy. Rồi Vũ xin tạm biệt cả nhà nghe, hẹn cả nhà nghe clip sau nha. Rồi bye cả nhà con. Bye cả nhà. Cái đồng lúa đẹp quá nha.